Hello anh em, mình mới về thêm hai con bò độ nữa nè anh em. Một con này con 3B siêu xám. Cái này mẹ mình quay hết anh em. Mình về Cần Thơ rồi, cho nên là mình chỉ cho mẹ mình quay, nói chung quay cũng mới quay nên là nó con bò này thì nó độ dữ lắm anh em. Mình con bò này thì mình đi mua con bò này. Nhưng mà về thì nói chung mẹ mình mới quay cho nên là quay còn hơi sát, chưa có thấy toàn cảnh được con bò hết anh em. Nó chân cẳng thì nó thẳng hết anh em. Con này nói chung con bò này thuộc khung bò độ hết anh em. Đít dai dữ lắm. Cái dai trước, dai sau với cặp dàn chân của nó là đứng sững luôn nè. Cổ cục ngủng à. Cổ có một gang tay. 7 tháng bò hết anh em, bò này bự rồi. Lưng nó như cái tấm dáng luôn anh em. Bò này mình mua nè. Một gang tay của mẹ mình đó anh em. Lông sắc lẻm luôn. 3B siêu xám nha anh em. Cổ thì đó, một bả đo đó, một gang đó anh em. Móng đứng đàng hoàng anh em. Đít dữ lắm cho nên là mấy con này thì nó giá nó hơi cứng anh em. Nói chung mấy con bò độ này là mua căng dữ lắm anh em ơi. Về đít là khỏi chê. Đây, về thêm một con kem trắng F2 nữa anh em. Xương cối, lưng dài chà bá lửa luôn. Hai con này đều 7 tháng như nhau ha, cỡ trạng, nhưng mà con xám ngoài thì nó mẫu con bò nó độ hơn, còn con trong là con kem trắng. Xương cối đít dai là đùi bản, dai là da đôi, chân cẳng làm dữ lắm anh em. Nó cạnh đuôi là chà bá lửa luôn. Cái này mẹ mình quay hơi sát cho nên là không có thấy được toàn cảnh với con bò hai anh em. Da là da đôi ha, con bò da đôi. Con bò này thì nó đẹp cái là nó cái màu trắng. Thứ hai nữa là cái dàn xương, dàn đít của nó. Thứ ba là cái mặt, cái mỏ thì nó không có cục khung. Nhưng mà nó ăn cái dàn cổ, dàn móng, dàn chân nó. Dàn đít nó dữ lắm anh em. Ha, đó cái cổ nó ngóc lên em thấy không? Rất là độ con bò ha. Hôm nay mình về được hai con hết anh em. Hai con bò thôi, mua rất là vất vả. Đây, con siêu xám này nó độ dữ lắm hả anh em. Con bò này thì nói chung là giá trại của mình thì ở ấp Tư Thành Phú Cầu Kè Trà Vinh hả anh em. Mình chỉ mua bò ở vùng Trà Vinh thôi. Có một số anh em ở cánh Bến Tre điện kêu mình bán, mình đâu có dám mua. Bò Bến Tre về dùng mình thì sao mà nuôi được. Dùng người ta cái cách khâu khẩu phần ăn người ta cho khác, còn dùng mình thì chỉ ăn cỏ, ăn gom, thức ăn thôi. Cạnh đuôi chà bá lửa luôn hen em. Lưng đó, lưng tề phề luôn, con bò rất là độc ha. Mẫu con bò rất là độ. Anh em nhìn cái cổ nó là biết rồi. Và bê siêu xám ha, chánh cống ha. Mặt bông bông à. Lông sắc lẻm luôn hen em. Nè, kem trắng nè. Đẹp dữ lắm. Khung xương rồi chân cẳng là nhìn con bò là mình ưng ý liền. Được hai con thôi. Nói chung mẹ mình quay không có kỹ cho nên anh em coi, anh em thông cảm giùm ha. Nói chung bò thì mình nói bò độ là bò độ đó. Mình đi bắt cái mẫu bò là anh em biết rồi đó. Bắt bò độ không. Đây. Ba bê xương cối hả anh em. Giá từ 25 triệu ăn lên hả anh em. Chứ cấp gài bò là nói chung không có rẻ được. Xương cối anh em. Bò độ thì nó không có rẻ tiền hết anh em, mình cái này mình nói trước à. Nói chung mình bỏ đồng tiền thì nó giá trị của đồng tiền mình mua đẹp thì nó giá đẹp hết anh em. Rồi, mình mời anh em xem video của mình ha. Có nhu cầu thì liên hệ để mà biết thông tin về giá cả hết anh em. Rồi, mình xin chào anh em. Hẹn lại anh em cái video sau nha.